xinh thế ạ. Lại hết một mùa Valen, hoa mang vứt xó kẹo đem chia dần. Góc đó vẫn một thằng đần ngồi xem ảnh gái bần thần gọi là như điên. Ừ, tao đần với cả tao điên đấy. Còn hơn cái loại mặt mày muốn đần với cả muốn điên một lần trong đời mà lại chẳng được. Trời ơi. Anh Hoàng ơi, em nói thật với anh nhá, em nói luôn này, em không yêu ấy là bởi vì nhá, em để cho gái nó thèm thôi, anh hiểu không? Chứ tầm tài tử điện ảnh đẹp trai với em này á, cua gái cơ mà, cả đống. Có mà đống rác ấy, hay là đống ớt. Trời ơi, này, đừng có mơ mộng hão huyền nữa, làm việc đi. Lát nữa vào trong kia kìa, anh cho cái hộp sô-cô-la ăn dở ấy, đấy, cầm ra mà ăn cho nó biết mùi vị Valentine là như nào. Trời này nghe, anh tưởng mình nhà anh có sô-cô-la đấy à, em chả thèm. Anh Hoàng. Nhung. Thằng Hiếu, đi vào trong nhà, lấy cho Nhung một cốc nước như mọi khi nhá, nhanh lên. Nhung ơi, mới có một hôm không gặp em thôi ấy, mà anh cứ ngỡ như kiểu là cả một thế kỷ luôn rồi ấy. Anh đang nhớ em quá rồi, may thật ấy, tự nhiên lại sang đây. Anh á, thế em cũng nhớ anh, em mới chạy sang ấy chứ. Ôi. Nhung à, theo em nhá, thì tình yêu là gì? Với em, tình yêu là hai người cùng nhìn về một phía. Thế còn anh, đối với anh tình yêu là gì? Với anh ấy, tình yêu chính là khi hai con tim cùng chung một nhịp đập em ạ. Sai. Tình yêu ấy, nó là một sợi dây chun nhá. Hai đứa mỗi đứa ngậm đầu ấy, giằng căng đét ra, đứa này nhả đứa kia vỡ mồm đấy, hiểu không? Con này nước đây hốc đi, xong liệu mà về nhá, cứ tíu ta tíu tít ra tao bảo ông bà bất kích tát cho trận vỡ mồm thế nhá. Tiền nhân cái thằng nhân viên này nữa, nó chuyên gia phá vỡ những cái giây phút hạnh phúc của mình. Trời ơi, thế mà mình lại không làm gì được, phải cay chứ lại. Thôi, em uống nước đi, trà ngon lắm ấy. Kệ nó. Ừ. Này, ông Hoàng ông phải thấy cái cảnh này ấy, thì ông mới sáng mắt ra, thấy không? Cần gì có người yêu mới có sô-cô-la ăn. Ế sưng ế xỉa vẫn có sô-cô-la ăn bình thường. Mà nhá, lần đầu tiên tôi thấy con Thảo có nhiều người yêu mà nó có lợi này. Thôi, ăn cho cố đi. Bên kia còn mấy hộp nữa, nó đang nhờ ăn không sợ hỏng, tao còn chưa dám nhận kìa. Mà tiên sư bố cái thằng người yêu con Thảo tặng cái mùi này bao giờ không? À đây. Thì nó tặng cái mùi này con Thảo không dùng được, nó cho mày chứ. Chả cảm ơn nó thôi lại còn... Cũng hợp lý nhỉ. Mày đưa tao thử xịt nào. Thì đi thôi nhá. Này. Cái này nhá, mà xịt đi ngủ ấy, muỗi nó thấy kinh kêu nó chả đốt đâu nhờ. Này, cái mặt mày á, muỗi nó nhìn thấy kinh rồi mày chả cần xịt nó cũng sợ. Tiên sư bố con kỳ lân một sừng này, mày bảo ai kinh hả? Ôi trời ơi, tóc trời này đẹp ấy nhờ. Đúng họ nhà mình nó khác ấy, sừng cũng đẹp lắm. Ô anh Hoàng, thằng này nó đánh em gây mất trật tự xóm trọ này. Em có đánh nó đâu, nó đánh đâu. Nó đánh ấy. Hiếu đánh nhau gây mất trật tự xóm trọ, dọn vệ sinh cả tháng. Này anh Hoài, anh đừng có vô lý ở đấy nhá. Em chỉ có ý định thôi, chứ em đã đánh nó đâu. Anh đừng có chuyện nọ sọ chuyện kia nhá. Anh trả thù em cái chuyện em phá đám anh với cái Nhung ở quán cà phê chứ gì. Tùy mày, mày muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, mà mày đã nghĩ thì mày sẽ làm đó. Thế nên muốn làm thế nào thì làm, kệ mày. Thế à? Thế thì em báo công an anh vì cái tội cướp đời con gái cái Nhung nhà em nào. Ê, này, mày đừng có mà vu khống nhá. Tao như thế bao giờ? Anh không thế, thế nhưng mà anh nghĩ thế vẫn tính tội nào. Mày đừng có mặc kiểu đấy nhá. Nghĩ thì tự do nghĩ thế nào thì nghĩ chứ, khi nào làm thì mày tính nhá. Mày nói thế mày không thì vô lý à? Tự chửi mình đấy, thấy chưa? Anh thấy đâu anh Hoàng hả? Mày được, mày gài tao chứ gì. Anh nói thế nào chứ, em lúc nào cũng chả gài anh. Chẳng qua là anh ngu. Anh nghĩ chậm, anh dễ bị lừa thôi. Anh Hoàng ơi, thế thì em bảo đây. Đấy, đây mượn quyển sổ cái. Mượn làm gì? Nói cho nào. Hiếu dọn vệ sinh cả tháng không? Gạch, đấy. Anh để em gạch cho nhá. Chứ anh biết trong anh tự gạch thì nó nhục quá. Anh hiểu không? Đấy, anh cầm đấy.
Mày được lắm. Ui, em chả được quá chứ còn gì nữa. Chúng mày được đấy. Con bé này dạo này hay mua xoài phết. Chả là em có cái anh đang tán nên em thích ăn xoài à, suốt ngày mua. Rồi ôi, tâm lý thế thì đồng ý đi, đợi gì nữa. Không, bây giờ nhá, em đang có 7 người yêu rồi. Một tuần có 7 ngày thì em đi chơi với cả 7 anh. Thời gian đâu mà xếp lịch nữa. À, chị bảo em mà bận quá ấy, thì em để cho chị đi. Đằng nào chị cũng đang rảnh, chả ai yêu. Em theo cái kiểu là yêu thì đau đầu, mà không yêu thì tiếc. Nhưng mà thôi, cố tí cũng được. Ai bảo em xinh quá làm gì cơ chứ. Cái An, tiền điện chưa nộp, cái hộp thì vứt chỏng trơ. Con gái kiểu gì mà ở dơ, ngủ thì lại hay sơ hở. Này, anh dình trộm em đi à? Người ta bảo giấc ngủ là giấc chết. Em ngủ như nào với em, liên quan gì đến anh mà anh nhắc? Này, tao biết là mày ấy xưng ấy xỉa. Thế nhưng mà mày có nhất thiết ấy, cái lúc mày đi ngủ mày có phải giả vờ mày quên đóng cửa không? Hả? Đã thế mày lại còn mặc váy bật quạt đấy chứ. Anh lo cho em đấy à? Tao buồn nôn. Này, chẳng qua ấy là tao lo cho sức khỏe nhãn quan của cả cái xóm trọ này thôi nhá. Chứ đi lên cầu thang ấy, đập thẳng vào mặt cái hình ảnh đấy ấy, ôi dồi ôi, người ta mù vĩnh viễn thì nhìn được cái gì nữa. Anh vừa phải đấy nhá. Em chỉ là vô tình thôi chứ em cũng cố tình đẩy cửa mở ấy đâu. Cái ngàn vàng của em á, em để sơ hở thế à? Ôi dồi ôi, cái ngàn vàng của mày á, có mà cắt thêm cả ngàn cái vàng 4 số 9 nữa thì người ta cũng chạy mất dép nhá. Này nhá, anh đừng có mà xúc phạm em. Anh không học y nên không biết lúc ngủ ấy phải để cửa hé mở ra như thế nó mới tốt cho sức khỏe. Anh đừng có mà suy diễn vớ vẩn. Đúng rồi anh Hoàng ạ. Anh đừng có trêu chị Bia nữa. Cười người hôm trước, hôm sau cười tiếp. Cả cái Thảo nữa. Này, thế không để hé cửa nữa à? Ôi trời ơi. Này, đi đâu đây em? Em đi về phòng anh. Từ từ đã. Tình hình ấy là tháng này có 30 ngày thì mày về muộn mất 29 ngày. Còn ngày thứ 30 thì ca mỏng cho nên là anh không trách lại được. Bây giờ thì mày đọc lại cho anh cái nội quy cái nhờ. Thì xóm trọ như thể là nhà, nội quy xóm trọ như lời mẹ cha. Đi chơi bất kể gần xa, cứ đúng 9:30 nếu đi ra thì khỏi vào. Nội quy đọc cứ banh vách ra nhờ. Thế mà lại vẫn vi phạm. Mỗi lỗi là 1 lít này. Thế tính thì 29 lỗi thì bao nhiêu tiền? Tính à? 29 này, 100.000. Ôi, tự nhiên là em lại bị ngu thế này. Chả biết tính. 29 nhân với cả 100 mà mày không biết tính. Trời ơi. Này, mày đi học đại học làm cái gì đấy? Học đại học mà không biết là 29 nhân 100 bằng bao nhiêu? Bố mẹ mày nuôi mày tốn cơm tốn gạo à? Hả? Em tự nhiên bị ngu, không biết tính thật mà. Anh tính hộ em cái. Trời ơi, đúng là tao không biết tính. Mà không biết tính thì lấy cái điện thoại ra, nó có máy tính mà. Giải. Đây. Máy tính à. 29 nhân à đây, nhân 100 bằng 2.900.000 nhá. À đâu đấy. Ôi. À, tiền sư này mày dám lừa mày dám lừa tao à mày? Mày. Ôi trời. Này. Mày có chắc chắn là mày chạy tao mãi được không? Hả? Mày nên nhớ nhá. Nước có phép nước, xóm trọ có nội quy của xóm trọ nhá. Mày mà không muốn bị phạt đấy thì đừng có mà vi phạm. Mà đã vi phạm rồi thì phải nộp phạt cái chưa? Mày ra đây ngay cho tao. Ra đây. Alo chị Nhung à? Chị sang đây đi. Anh Hoàng cứ định vào phòng em làm hại em á. Anh Hoàng. Anh định làm gì cái Thảo nhà em? Chị Nhung ơi chị Nhung, em không cho anh Hoàng vào phòng rồi. Anh cứ bắt em mở cửa ra làm gì ạ? Mày. Ê Nhung ơi, em đừng tin nó. Em phải tin anh đây này. Tao thề vào cái mặt mày ấy nhá. Chuyện là như thế này. Một tháng có 30 ngày thì nó về muộn 29 ngày. Đấy, chứ bây giờ anh hỏi em nhá. Anh gọi nó ra để nộp phạt
anh mà không phạt nó nhá thì cái xóm trọ của mình nó thành cô nhi viện à, đúng không? Cái gì cơ? Đi chơi về muộn 29 ngày một tháng. Ừ. Thôi học rồi. Thảo, sang phòng anh Hiếu. Ơi, sang sang đấy làm gì chị? Em có làm gì đâu. Sang nói chuyện với chị. Đi. Con gái con đứa suốt ngày đi chơi, xong còn về muộn nữa. Thế em lên đây để học hay làm gì hả Thảo? Em lên đi học mà. Nhưng mà em đi chơi á, cũng chỉ đi uống nước thôi, có làm gì đâu. Có làm gì đâu. Thật mà. Chẳng nhẽ nó có bầu à? Chắc chắn là có bầu rồi, không thể bí được. Tôi chết em rồi. Thế này các bác ở quê trách em chết. Đã giao trách nhiệm cho em rồi mà bây giờ cái Thảo nó thế thì ai bảo mày suốt ngày hú hí với ông Hoàng ấy, bỏ bê anh em thì lo. Cái thằng này, tao được cái miếng nào mà mày bảo tao hú hí hả? Mọi người nhìn em ghê đấy. Thảo, có phải là em có rồi không? Có cái gì chị? Chắc chắn là mày ăn kem trước cổng. Này, mày nói đi. Bố đứa bé là ai? Mày hỏi thế bố nó biết được à? Bẻ ngày bẻ người yêu, loanh quanh con để ra nó còn bẻ màu ấy. Câu vòng ấy. Rồi, thôi chết rồi Thảo ơi. Quả này mày mờ đời rồi em ơi. Các anh nói cái gì đấy? Em có bẻ người yêu thật nhưng mà không như các anh nghĩ đâu nhá. Không đến mức thế đâu. Hôm qua lại gần vừa đi chơi Valentine xong. Loanh quanh nhá. Đi chơi Valentine ấy, nó sẽ như thế này này. À, em vào đi. Anh ơi, thế nhưng mà anh mở cửa ra đi. Như này em cảm thấy hơi sợ anh ạ. Có gì đâu mà sợ. Anh chỉ muốn chúng mình được riêng tư thôi mà. Với cả nhá, ở xung quanh đây người ta hay tò mò lắm. Thôi anh cứ mở cửa ra đi, em thấy hơi sợ sợ. Em này, anh đã bảo rồi, đừng có sợ nhá. Em cứ làm như kiểu là anh làm gì em không bằng ấy. Mặt anh uy tín thế này cơ mà. Em quen mấy thằng mặt y như anh á, bảo uy tín mà chả uy tín tí nào cả. Ví dụ nhá, cái ông chủ trọ chỗ em đấy, mặt giống hệt như anh. Kinh lắm. Kinh á? Kinh là kinh thế nào? Thì dâm dê đê tiện này, thích thể hiện lại còn nghiện nữa. Ôi dồi, em đấy chỉ là cái chủ trọ của em thôi nhá. Chứ còn đây anh mặc dù bên ngoài hơi sở khanh với cả nó hơi bát nháo tí thôi, thế nhưng mà bên trong nhá khác hoàn toàn luôn. Đây để anh cho em xem cái bên trong của anh nhá. Đấy mà cái thằng này sao tự nhiên mày lại dúi tao vào cái hình ảnh đấy đấy hả? Mà nhá, mày cứ nhai đi nhớ lại quá khứ của tao là thế nào hả? Nghiện ngập thì sao? Đấy là cái sai lầm của tuổi trẻ thôi nhá. Tuổi trẻ thì ai mà chẳng mắc sai lầm. Anh buồn cười thật đấy. Em chỉ tả cái hình ảnh nó mang máng thế thôi, chứ em có tả đích thị anh đâu mà anh cứ phải sồn sồn lên thế hả? Mà anh không phải thế nhá, tại sao anh phải nhột hả? Thế nhưng mà thôi Thảo, thế có đúng thế không? Không phải đâu chị ạ. Không phải như thế thì nó sẽ dư này này. Phim này hay nhỉ em nhỉ? Anh ơi, xem hết tập này anh đưa em về nhá. Em về muộn anh bị phạt đấy. Phạt á? Phạt bao nhiêu? Bảo với anh cho em tiền đóng luôn. Vấn đề nó không phải, mà là em cũng không muốn về muộn. Mẹ em bảo là con gái mà về muộn không được. Thôi được rồi, tí nữa anh đưa em về, được chưa? Vâng. Em ơi, cái vai bên này của em dính gì này? Đâu anh? Đâu? Đấy đấy, nó dính gì mà. Em có thấy đâu nhỉ? Đâu, em có thấy gì đâu anh. Thế à, thế chắc là anh nhầm đấy. Thôi uống nước với xem phim tiếp đi em. Vâng. Chả sợ anh mua cái vị em thích đấy. Xem phim tiếp đi em. Ôi giời ơi, chuẩn bài luôn. Úi giời ơi, em đã... Này, tao là tao nhịn chúng mày lâu lắm rồi đấy nhá. Chúng mày hết hình ảnh à? Hả? Mà chúng mày cứ dúi cái mặt tao vào để chúng mày suy diễn đấy.
Thế anh là đại diện cho những người sở khanh, chứ bây giờ không lấy anh thì lấy ai? Cụ thể thế còn gì nữa? Chúng mày im cái mồm chúng mày đấy. Nó phải là như thế này này. Hôm nay á, mày chết với bà, chạy đằng trời. Đấy. Thôi đi, các anh xuyên tạc vớ va vẩn. Em là con gái nhà lành nhá. Chỉ có những người biến thái như các anh mới nghĩ được những cái đấy thôi. Nói chúng tim đen cái bật tanh tách cơ. Ghê thật đấy. Anh á. Thôi, em nghĩ là không phải suy đoán nhiều đâu. Cứ lôi đi kiểm tra. Tao nghĩ là nó không đi đâu. Ủa. Ôi, Nhung ơi, em thấy anh đang ngầu chứ. Ê, bà ơi, ngầu như bồn cầu nha. Đi, đi. Ui, anh Hoàng ơi. Hả? Khả năng anh lủng rồi. Ừ. Anh chuẩn bị lên phường chắc. Con nhà nghĩa trang ngất may, chẳng thấy dậy này. Này, tao đóng cửa nó tự đập cái đầu nó vào chứ tao có cầm đầu nó tao dúi vào cửa đâu. Em không cần biết. Tóm lại là vẫn tại anh nhá. Anh cứ để nó chạy đi, bọn em kiểu gì chẳng bắt được. Đúng vậy. Ha, chúng mày đúng ơi, là cái lợi. Trong bệnh viện không được nói to, không mất trật tự thế nhở? Em ở đâu đây? Tháo, tỉnh rồi à? À, này, ông Hòa ông cầm đầu mày, đập đầu mày vào cửa. Xong rồi mày ngất, bây giờ mày nằm đây đấy. Đầu óc có sao không? À, nếu không sao nhá, cố cho nó sao đi. Cho mới lên sở cẩm, tao ngứa mặt quá rồi. Này, tao làm cái gì mày phải thế hả? Mày đừng ôi. Có... ăn có kết quả rồi à? Mọi người cho em làm gì đấy? Thì kiểm tra xem mày có chửi hay không? Bệnh nhân Nguyễn Phương Thảo, dương tính. Hai vạch, có chửi rồi. Chị cầm đi, em sang bên kia có việc. Sao có thể như thế được? Em không làm gì mà. Ôi giời, em không làm gì á? À, thế bảy chàng người yêu của mày đấy, chẳng nhẽ không làm gì? À, mày nói thế thôi, chỉ có mẫu giáo nó chả tin được, nhá. Bà này, quả này mày xong rồi. Về nhà các cụ nhá, cạo đầu bôi vôi rồi thả mè trôi sông mình chết. Không phải, nhưng mà em không làm gì thật. Thế bảy thằng người yêu mày đấy không làm gì á? À, chẳng nhẽ mày uống nước trong quả dừa xong mày có bầu à? À, nói thế ai tin? Nhưng mà em không làm gì thật mà. Ôi, mày xong chắc rồi em ạ. Quả này nhá, bảy thằng người yêu mày như thế, úi giời, mày biết đâu ra để tìm bố đứa bé? À, đâu ra? Em không làm gì thật, các anh chị phải tin em. Đấy, nó vẫn khăng khăng nó cái. Thế chả nhẽ bệnh viện trả nhầm kết quả cho mày à? Hả? À, đúng. À, cái này là của Thảo phòng bên. Chị xin lỗi nhá. Đây, cái này mới là của Thảo. Bị trào ngược dạ dày thôi chứ không phải có bầu. À, mọi người tiếp tục đi nhá. Ôi giời ơi, chị An ơi là chị An ơi. Bây giờ chị có mỗi thường tập thôi mà chị đã trả nhầm kết quả như thế rồi. Sao mà chị làm thật á, khéo chị quên cả cái chậu trong bụng người ta cũng lên đấy chứ. Thảo, mày ăn xoài không? Thảo mua cho. Em mình chào người ta dài, anh cho em ăn xoài để chết em à? À, Thảo ơi, hay là để anh bảo thằng Tuấn này, nó gọi cho bảy cái thằng yêu của mày đến đây. Mỗi thằng nó mang một món, đến thích chọn món nào thì chọn. Ôi giời ơi, em khổ quá mà.